Tuổi thơ của Lon đã tặng ba cho khán giả. Bây giờ, ba tặng khán giả lại cho Lon. Đó là lời mở đầu của clip hôm nay. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên kênh của Dòng Sự Kiện nha. Thì hôm nay kênh mình sẽ đi nhìn lại một số cái khoảnh khắc của Hồng Lon, về những cái tư liệu về đời tư của Hồng Lon trong clip này. Trên Facebook Trà Hoa Nữ có chia sẻ một số thông tin liên quan đến cố nghệ sĩ, đặc biệt là những lần phát biểu của cố nghệ sĩ về Hồng Lon mà phía bên kia họ không bao giờ chia sẻ với khán giả. Họ chỉ nhằm vào chuyện Hồng Lon như thế này như thế kia, chứ chưa bao giờ chia sẻ những khoảnh khắc nào đẹp về Hồng Lon, về những thông tin mà cố nghệ sĩ nói về Hồng Lon. Đặc biệt là phía cô cháu gái bên kia, cô chưa bao giờ gọi Hồng Lon bằng chị. Mặc dù về thân phận, về quay vế thì cô cháu gái kia là em họ của Hồng Lon, nhưng chưa bao giờ mà thấy cô cháu gái này gọi Hồng Lon bằng tiếng chị nha quý chú các bạn. Đó, thì qua đây chúng ta thấy rõ trên màn hình đó, là ngoài chuyện cố nghệ sĩ yêu thương Hồng Lon thì bên cạnh đó còn có một người bà, đó là bà nội của Hồng Lon, luôn yêu thương và che chở cho Hồng Lon. Mẹ hiểu hơn ai hết, nghề nghiệp không cho tôi được nhiều thời gian để tự tay chăm sóc cho con tôi. Thế nên tuổi xưng mẹ đã dành trọn thời gian cho tôi. Tuổi xế chiều mẹ lại thay tôi chăm sóc cho cháu. Đến cả cái ngày mẹ vào viện, lúc anh Tư vào thăm, mẹ còn thúc giục tôi sớm lo trở về cơm nước cho cháu thay mẹ. Nói trên đó là những cái hình ảnh về nghệ sĩ Tú Linh, nó những lần mà chụp chung hình ảnh với con gái của mình, và những lần nghệ sĩ ngồi trang điểm để chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn hay là một cái đêm diễn. Thì ngày xưa thì nó không có những tờ báo như bây giờ, không có online, không có YouTube, hay là nó không có một cái mạng xã hội truyền thông rộng rãi, mà toàn là báo giấy hết. Tôi cố gắng làm việc hết mình, cũng vì muốn đền đáp lại tấm lòng của khán giả cho tôi và cho tương lai của con gái tôi. Con gái của Linh được 9 tuổi, bé rất là ngoan, thương ba, không muốn làm cho ba buồn lòng. Nói chung là những cái khoảnh khắc mà nghệ sĩ nói chỉ rất là chân thật nha. Những cái bài báo liên quan đến cô nghệ sĩ nè, một ngày làm việc của Vũ Linh nè, rất là chân thật. Nói chung là ông làm việc rất là say mê, hăng say làm việc tất cả vì công việc ông, vì những cống hiến của ông dành cho nghệ thuật. Có thời gian Vũ Linh bận rộn quay phim liên tục, đi suốt ngày, bé rớm rớm nước mắt, nói với ba, ba đi hoài, chẳng ngó ngoài đến con. Vì câu nói này của bé, khi nó mới 5 tuổi, Vũ Linh đã ngưng hợp tác hợp đồng suốt nửa tháng. Bây giờ em gái Hồng Nhung ở chung với mình, thay anh chăm sóc cho con bé, Vũ Linh yên tâm hơn. Hồng Nhung cũng có con gái bằng tuổi Vũ Linh. Hai cô bé học chung một lớp và chơi nhau với nhau thân. Thì nói về đời tư của Vũ Linh thì người ta chia sẻ như sau nè. Vũ Linh đã từng lập gia đình và hiện tại đang sống với con gái duy nhất là Hồng Lon. Khẳng định một lần nữa là cố nghệ sĩ yêu thương Vũ Linh chỉ có một người con gái hợp pháp duy nhất, đó là Hồng Lon, tên là Võ Thị Hồng Lon. Đầu tiên đó là anh Vũ Linh thì
Trang Nhi, rồi sáng sân khấu ở đâu có người con trai mà giống anh quá vậy? Vậy anh giải thích trường hợp đi, Vũ Luân như thế nào vậy? Quý vị muốn giải thích không ạ? Luân đây cũng là một sự trường hợp lúc thập niên 90 thì Linh đã được khán giả biết đến và yêu thương. Sau thập niên đó thì lại xuất hiện thêm một đứa bé đi đẻo đẻo theo sau lưng của Linh, nói chú ơi con thích hát, cái là ủa con hát được không, để con ca thử. Khi mà cất tiếng hát lên thì nguyên đoàn hát là ngạc nhiên, sao ca giống nghịch như Linh vậy đó. Thì ngày hôm qua Linh cứ đi dạo các phố thì có mấy gì mấy cô có hỏi là Vũ Linh ơi, Vũ Linh có phải là con của Linh không? Nói dạ thưa cô, dạ không phải, con có đứa con gái thôi. Vũ Linh chỉ là con cháu trong nghề thôi chứ không phải là con ruột. Rồi có những cái kỷ niệm rất là vui, Loan có thể chia sẻ với quý vị khán giả không? Lúc đó thì đi qua bên Pháp, quý vị cũng biết là bánh mì ở bên Pháp thì là rất là được yêu thích và rất là đông quý vị. Thì nguyên một nhóm nghệ sĩ đi vào để mà mua bánh mì. Tự nhiên lúc đó nó không có biết nói chữ bánh mì là gì. Ê, chú Vũ Linh mới chỉ nói là one baguette mini. Có nghĩa là mình muốn ăn cái loại bánh mì baguette mà loại nhỏ đó, rất là nổi tiếng ở cái tiệm đó. Thì chú Linh nói là để em nói, chú nói với ba mẹ Hồng Loan. One baguette mini. Như vậy mà cái người đứng mà nhận order họ lại biết và họ lại bán cho mình mấy cái ổ bánh mì. Rồi lúc mà Hồng Loan với chú Vũ Linh cùng với ba mẹ đi diễn ở bên Úc á, thì lúc đó rất là khó khăn. Thời gian đầu tiên nghệ sĩ mới được đi ra hải ngoại để mà biểu diễn, thì khi mà mình đi mua đồ á, thì rất là hạn chế cái số tiền quý vị. Mua là chỉ mua 5 đồng, 7 đồng mà cao nhất là 10 đồng thôi. Cái mua xong rồi về mấy chú cháu Loan với lại chú ngồi bắt đầu bài ra để coi hôm nay con mua được bao nhiêu món và chú mua được bao nhiêu món. Thì cái chú cầm lên, là nè thấy không, chú mua được cái này đẹp ghê không, nằm rồi nè cái này nè, thấy dữ không, chú mua về cho con gái của chú ở Việt Nam đó 3 đồng, cứ 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng, mà hai chú cháu ngồi cứ coi hết quần áo. Những cái kỷ niệm mà không thể nào quên được với chú Vũ Linh. Và chú Vũ Linh thì có cái khiếu rất là hài hước, khi mà kể chuyện thì rất là lôi cuốn. Những cái câu chuyện cười của chú, có thể nói là ngồi suốt một đêm cùng với chú thì cười suốt một đêm. Hãy mà chú nói một cái câu gì đó ra là cười. Rất là hay, nhiều cái câu chuyện cười rất là hay. Những cái kỷ niệm cùng ngồi với chú ca hát tâm sự suốt đêm là một kỷ niệm không thể nào quên được đối với Lộc Loan. Rõ ràng như chúng ta đã biết là không ai có thể tước đoạt cái danh phận của một người con, mà đặc biệt là tước đi danh phận của Hồng Loan, con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là một tội ác, theo cô chú Duy Hoàng, một tội ác. Tước đi tình phụ tử là bất chi. Đó, ở đây Facebook Chào Hoa Nữ dẫn một cái nguồn tin rất là hay. Mình thì cũng hiếu kỳ, mình vào Facebook của Chào Hoa Nữ xem, và có một cái đoạn clip này thì mình up lên để cho cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi với kênh Dòng Sự Kiện, và cùng với kênh của mình nhìn lại những cái thời gian mà Hồng Loan đã phải chịu đựng suốt khoảng thời gian mà cô nghệ sĩ đi lưu diễn, những khoảng thời gian mà thiếu đi tình cảm của cha mẹ, của cha lẫn mẹ. Thì mẹ không có thì cha là như là người mẹ, và người bà cũng luôn kề cận chăm sóc cho Hồng Loan. Những lúc mà cố nghệ sĩ đi lưu diễn ở mọi nơi, đem lời ca tiếng hát phục vụ cho nhân dân, và chính vì sự lưu diễn đó không gần gũi con được nên thiếu thốn đi tình cảm của người cha dành cho người con, đó là Hồng Loan. Luật pháp Việt Nam rất công bằng thì luôn luôn sẽ đem lại một cái điều lẽ phải, một lẽ phải cho những người bị ức hiếp. Đặc biệt là trong cái vụ kiện này thì Hồng Loan chính là người con hợp pháp của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và Hồng Loan có đầy đủ quyền để thừa kế di sản mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã để lại cho Hồng Loan, mặc dù không có di chúc. Thì
không có di chúc thì cái việc mà cô sẽ mất Hồng Loan có đủ giấy tờ thì Hồng Loan sẽ người thưởng tất cả nha cô chú các bạn. Nên chúng ta cứ yên tâm và chúng ta tin tưởng vào những gì mà diễn biến câu chuyện đang diễn ra. Còn những vấn đề liên quan đến bên kia, họ có dùng những chiêu trò, họ có trì hoãn, họ có làm đủ mọi cách, di chúc miệng, ghi âm, USB âm thanh, xuyên tạc, công kích, thì mọi thứ đó không có đủ pháp lý. Tất cả cái đó chỉ là những tin không đáng tin cậy. Và hôm nay kênh Dòng Sự Kiện làm clip này xem như là một cái tư liệu để lưu lại trên kênh, để sau này khi chúng ta cần dùng đến thì sẽ mở ra và xem như nó là một cái thông tin hữu ích để giúp cho khán thính giả hiểu thêm, hiểu rõ hơn về con người, cuộc đời của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ông đã phải trải qua những biến cố gì và những năm tháng mà ông phải chịu đựng, gồng gánh trả nợ, gồng gánh nuôi con đó, những khoảng thời gian ông lưu diễn. Và kết thúc câu chuyện vẫn là hình ảnh của cố nghệ sĩ bên gia đình và một tờ giấy khai sinh ghi rõ thông tin Võ Thị Hồng Loan, con gái hợp pháp cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan. Và cái đó là lời kết của cái clip này hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã theo dõi, và mọi ý kiến đóng góp xin cô chú các bạn để lên bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận nhiều thêm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.